Xin chào toàn thể các bác, các cô, chú, anh chị và các bạn đến với shop Lan Rừng Hoàng Nhung tại Hải Dương. Và hai số điện thoại vẫn thường liên hệ của cơ sở em đó là 0393 998895 và số điện thoại thứ hai là 0966 121377. Các bác đặt hàng thì có thể liên hệ là nhắn tin này, gọi điện hoặc là nhắn qua Zalo, hai số điện thoại trên nhé. Cả hai số nhà em đều là hai số chính chủ ạ. Đó. Và các bác tìm đến xem hàng thì tìm đến chỗ ngay chân cầu Hà Nội chân cầu cao tốc Hà Nội Hải Phòng Hải Dương, hoặc là ngay cổng sau bệnh viện đa khoa Gia Lộc ấy. Nhà em thì ngoài mặt đường, rất là dễ tìm cho cả nhà luôn ạ. Đấy, và giá báo trên video là giá chưa bao gồm tiền cước nhá. Các bác đặt hàng thì vui lòng thanh toán tiền hàng và tiền cước trên bên vận chuyển giúp em ạ. Và em gửi chuyển phát nhanh qua bên Zinti. Có một số chương trình, ví dụ như là các bác mua 3 chậu cát bất kỳ thì sẽ được bao phí ship này. Hoặc là các bác mua một bộ dendro nắng trên 10 chậu sẽ được bao phí ship với cả nhà nhé. Đó, còn rất là nhiều mặt hàng luôn. Hôm nay nhà em vừa cập bến thêm cực kỳ nhiều mặt hàng. Và không để các bác chờ lâu thì sau đây em xin điểm qua báo giá các mặt hàng hôm nay nhà em có ạ. Xin phép giới thiệu vài phút qua bộ máy tưới lan nhà em nhé. Hiện tại nhà em đang cung cấp bán bộ máy tưới lan, bộ máy phun xương tưới lan rất là tiện lợi đấy. Bộ này thì nhà em sẽ có là cục gồm bảng điện, sẽ là gồm cục đuổi nguồn và cục motor. Cục đuổi nguồn thì nhà em thì sẽ là bảo hành trong vòng 1 tháng và cục motor bảo hành trong vòng 3 tháng. Thực sự là hiện thị trường bây giờ máy tưới lan bán rất là nhiều rồi. Tầm khoảng như giá em cũng có mà 500 550 đều có. Đấy, có rất là nhiều mặt hàng các bác có thể tham khảo. Còn máy tưới lan nhà em thì có hiện tại là có chế độ bảo hành như vậy, thứ hai là có anh kỹ thuật họ sẽ hỗ trợ mình qua Zalo. Đó, rất là tiện lợi luôn nhé. Nhiều khi là thực sự là bộ máy nó chỉ gần 500.000 thôi mà mình có được tiện ích như vậy thì các bác thấy rất là đáng đồng tiền đúng không ạ? Đấy, bộ tưới này thì sẽ gồm như vậy và có cái dây chõ hút ống nước này cho đầu độc rác nhé. Và một bộ tiêu chuẩn thì sẽ là gồm 10 mét dây tưới lan, 10 mét dây tưới nước ạ. Bộ này sẽ là gồm 20 mét. Các bác muốn mua bộ 15 mét hay 20 mét thì cứ báo em. Đấy, cứ 10.000 đồng một mét nhé. Còn có cái cần này, cần tưới lan này, cần này thì có thể kéo dài đến gần 3 mét, rất là tiện lợi luôn. Trong việc là các bác phun cao, phun xa hoặc là các bác muốn phun phân thuốc ấy thì dòng phun cần này thì cực kỳ là tiện lợi luôn nhé, bởi vì nó không tránh xa người mình và tránh ảnh hưởng đến sức khỏe của mình, rất là tiện lợi đúng không ạ? Đây có cái bát phun tưới nước, bát phun này vẫn phun 8 lỗ, phun tỏa rất là diện rộng và toàn bộ cây đều nhận được lượng nước nhé. Đó, rất là tiện lợi. Và em có tặng kèm cho mọi người một cái bát phun trắng là bát phun tưới thuốc ạ. Bát phun này thì bát phun một lỗ thôi thì mà mình phun rất là tiết kiệm thuốc này, thứ nhất. Thứ hai là nó phun diện bé cho nên là không ảnh hưởng đến sức khỏe của mình. Đấy, cực kỳ là tiện lợi luôn. Bộ này thì các bác mua về tặng ông bà cha mẹ thì dùng rất là tiện lợi rồi. Khách hàng em thì bán rất là nhiều rồi, bán mấy nghìn bộ rồi ạ. Bộ phun tưới nhà em có bán có giá là 480.000 chưa cước với cả nhà nhé. Hôm nay em vừa bổ sung cái lô dendro chớp bịp đây cả nhà ơi. Dendro nắng chớp bịp hoa dòng này cực kỳ sai hoa luôn. Riêng dòng chớp thì mọi người săn đón rất là nhiều rồi. Ấy mà rất là chớp bịp nữa. Hàng này thì em về nói chung là thỉnh thoảng mới về thôi, mà lô đợt nào lần đấy về rất là cháy hàng. Cả nhà nhớ hôm trước về 20 mã mà các bác đến tận nhà mua luôn. Đó. Và hôm nay ký hiệu chớp bịp em ký hiệu là mã H nhé. Riêng dòng này thì thuộc dòng của dendro nắng nên rất là sai hoa. Và dòng chớp thì có những cái dòng chớp ấy giá thành nó còn lên đến gần 1 triệu đồng nữa cơ ạ. Đó. Đây là dòng chớp bịp nhé, luôn được đi các triển lãm hoa lan ấy. Em gắn mặt hoa trên màn hình cho cả nhà xem. Mặt hoa dòng này cực kỳ sai hoa. Hoa chụp tại vườn đảm bảo cho cả nhà luôn là chuẩn mặt hoa nha. Đầu tiên là mã H1 này 240.000. Một chậu chớp bịp 4 thân. Rất là nhiều, rất là mập luôn này. 4 thân đang lên cái mắt ngủ rồi nhá. Đấy, mắt ngủ này rất là khỏe luôn. Hàng này về mọi người chỉ sang chậu thôi. Đó, riêng dòng này ấy thì nó sẽ lên hoa các cái mắt cái lá đây này. Cho nên là một cái đỉnh ấy, một đỉnh ngọn sẽ lên tầm khoảng 2 vòi. Còn và các vòi ở bên cạnh đấy nhá cả nhà nhá. Đó, cho nên là mọi người săn đón dòng này rất là thích. Bởi vì nó ra sai hoa ấy, ra hoa quanh năm rất là đẹp. H1 240.000, mã H1, mã H2 một hình 4 thân tơ mập đẹp, trời ơi cả nhà này. Ấy chậu này rất là đẹp luôn, thân nó mập như vậy này. Đấy, thân tơ thì nó cao khỏe chưa cả nhà. Đó, chậu H2 240.000, chậu H2, chớp bịp H2. H3 một chậu cũng 240.000, chậu này rất là nhiều thân luôn. 1 2 3 4 5, 5 thân đang lên cái mầm là 6 này. Đấy, mầm này nó lỗi từ vườn rồi không tính. Đấy, bụi này rất là to, đẹp, nhiều thân, nhiều giá hành này. H3 cũng 240.000. Đấy, rất là đẹp luôn.
H4 230.000. 3 thân cao dài. Đấy. H4 230. Đấy, nhìn các bác nhìn cái đốt của nó này. Rất là đẹp luôn. Cao, rất là khỏe đẹp như cả nhà nhá. H4 230.000. H5 230.000. Đây, thân này, bác nhìn này. Có những cái thân nó thân to hơn ngón tay cái của em luôn. To hơn ngón tay cái luôn. Đấy, nó ra một lần hoa ở trên vòi này. Rất là khỏe luôn. Đấy, cái chậu này. Thân nó mập này, H5 230.000. Thân mập ú luôn đấy ạ. Đấy, mầm rất là khỏe nhá. H5 230.000. H6 240.000. Chậu 4 thân. 2 thân tơ. Cao đẹp này. Đấy. Cái thân này đang cái mắt này đang sưng sưng này. Đấy, cái đỉnh của nó sẽ lên ra hai vòi nhá. Đấy, cái đỉnh bên cạnh nó đang sưng sưng này, cả nhà nhìn thấy không? Đấy. Rất là đẹp luôn. H6 240.000. Đợt này toàn chậu về chậu to mập đẹp thôi ạ. H7 240.000. H7 240.000. Đấy, chậu này thì cũng chưa ra hoa. Đấy, có một ra một vòi hoa đây này. Ra một vòi hoa duy nhất đây thôi. Còn đâu chưa ra vòi hoa nào. Rất là đẹp. H7 240.000. H8 230.000. H8 230.000. Đấy, rất là đẹp nhá. Đây, đang sưng sưng mắt nội này. Đang sưng sưng này. Đây, các bác nhìn hát 230.000. Đấy, chậu này nhiều thân. H9 220.000. H9 220.000. 3 thân to mập ú luôn. Thân này các bác ơi, đẻ con ra cực kỳ khỏe nhá. Thân này đẻ con ra cực kỳ khỏe luôn ạ. Đây, cái mầm này, các bác nhìn này, mầm của nó này. Đấy, mắt ngủ đang lên. Đây, đốt của nó như đốt mía này. Khỏe lắm. H9 220.000. H10 200.000. H10 200.000. Một bụi to nhiều thân. Đây, thân trưởng thành rồi, nó đã ra một vòi hoa trên đỉnh đầu. Còn đâu còn rất là nhiều vòi chưa ra hoa. Đây, cứ đang sưng các cọn này. H10 200.000. H11 220.000. H11 220.000. Đây, rất là to đẹp luôn. Đấy, mê ly chưa. Và H12 240.000. H12 240.000. Một bụi rất là nhiều thân. Đang lên con nụ này. Đây là con nụ 240.000. H12. Đó, có tất cả 12 mã hình. Chớp bì các bác đặt mã nào các bác báo em nhé. Hôm nay em lên cho mọi người thêm một lô trầm cổ nhé. Vừa về thêm rất là đẹp luôn này. Đợt này về chậu rất là nhiều mầm nhiều thân. Trầm trầm cổ thì dòng này hoa rất là thơm và bền hoa. Được biết đến giá thành nó còn cao hơn cả dòng trầm rồng đỏ luôn ạ. Dòng này sẽ nở hoa vào dịp Tết mà hoa tím đậm luôn. Bền hoa tầm khoảng gần 2 tháng cơ ạ. Đó, cho mọi người chiêm ngưỡng mặt hoa trên màn hình đấy. Dòng trầm cổ hoa cực kỳ sai luôn. Dòng này ấy, thời điểm Tết thì như mỗi phiên là giá thành nó rất là cao. Như năm ngoái ấy, năm vừa rồi em bán là một chậu 3 thân chơi hoa, chơi Tết ấy, là 350.000 đồng một chậu mà giá thành nó rất là cao nhé. Bởi vì thời điểm có nụ có hoa ấy, thì nhiều người chơi đấy. Mà các bác mua thời điểm này thì giá thành nó rẻ hơn rất là nhiều. Mà mình chỉ cần bỏ thời gian chăm tầm khoảng 3-4 tháng thôi là được một chậu trầm cổ thời điểm Tết rất là đẹp rồi. Thứ nhất, thứ hai là mà dòng này lại còn sang nhà nữa. Các bác giá này thì em nói thật với mọi người là chỉ mua được cái một bó hoa tươi bình thường thôi mà mọi người chỉ chơi được vài ngày. Mà dòng này thì mọi người được chơi rất là lâu bền như vậy. Và trầm cổ em ký hiệu là mã T nhé. Mọi người đặt mã nào thì mọi người báo em ạ. Hôm nay đầu tiên là mã T1 này. Một chậu trầm cổ rất là nhiều thân, nhiều mầm này cả nhà ơi. Em không thể đếm được luôn đấy ạ. Đấy, chậu nó mầm nhiều như vậy, sum xuê như vậy. Chỉ có 200.000 thôi. 200.000 cái chậu trầm cổ này các bác ơi. Nhìn các bác nhìn em. Hàng này về các bác chỉ cần treo và tưới nước thôi nhá. Còn nhà vườn họ đã tưới cẩn thận cho mình cả phân tân chậm. Phân thông minh Rina này dưới chậu rồi, rất là ấm chậu rồi, về một người chơi và tưới nước thôi. Đấy, Tết nhất được thưởng thức hoa thôi ạ. Đấy, chậu T1 200.000 một chậu, rất là nhiều thân, nhiều mầm, rất là đẹp luôn. T1 T2 một
một chậu 190.000 cũng nhiều mầm không kém luôn. Đấy, đợt này về rất là sai thân luôn. Đấy, nhiều khi là mỗi phiên em báo giá thân mọi người ấy, báo số thân mà đợt này nhìn nó sum xuê như vậy, rất là lâu luôn. Đó, T2 190.000 một chậu trầm cổ. T3 một chậu trầm cổ 180.000, thân cao nhất phải gần đến mốc rồi này. Thân cao nhất cũng gần đến mốc rồi. Hàng này thì chuẩn bị xuống lá ấy. Riêng cái dòng trầm cổ này sẽ xuống hết lá ra hoa đấy cả nhà ơi. Đấy, cho nên là các bác nhận hàng thì ví dụ có một vài lá vàng thì mọi người ngắt đi giúp em, bởi vì đang trong quá trình xuống lá cả nhà nhé. T3 180.000 chậu trầm cổ T3. T4 một chậu trầm cổ dài đẹp như vậy này. Đấy, thân của chậu đang bón phân tan chậm Rinan rồi, Vân Thông Minh. T4 190.000 một chậu T4 trầm cổ. T5 chậu trầm cổ 150.000. 150.000 giá cực kỳ là vừa tiền luôn. Đấy, nhìn sơ qua đã tầm khoảng 6-7 thân rồi, 6 thân rồi. Đấy, rất là nhiều luôn nhá. Tính ra chỉ có hơn 20.000 đồng một thân thôi. T6 190.000, T6 190.000. Đấy, sum xuê chưa? Rất là đẹp luôn ạ. Đi. T7 190.000. Một chậu trầm cổ rất là nhiều thân. Đấy, em quay cho mọi người xem. T8 cũng 190.000. Đợt này trầm cổ nhà em về giá cực kỳ là yêu thương luôn cả nhà. Đấy, sum xuê thân như vậy này. Đấy, hàng này em phải bó vào chứ còn bỏ ra thì thực sự là nhìn nó rất là nhiều ấy. Bó vào cho nó gọn ấy. T8 190.000. T9 160.000. 160.000 chậu trầm cổ T6. Đấy, nhiều thân. T10 180.000, T10 180.000. Đấy, một chậu trầm cổ nhiều thân như vậy này. Rất là đẹp luôn ạ. T11 200.000. T11 200.000 chậu trầm cổ T11. Đấy. Mấy thân cao đẹp chưa? T12 200.000. Đấy, đang có chỉnh xong xuống lá dưới gốc rồi. Rất là đẹp luôn nha. Đấy, hàng ấm chậu rồi, về mọi người chỉ tưới nước và chơi hoa thôi. T13 160.000. Thân dài vượt mốc này, có những cái thân dài vượt mốc này rất là đẹp này. 160.000 T13. T14 190.000. Ui, sum xuê luôn. Sum xuê là thân luôn cả nhà. Cái chậu này sum xuê là thân luôn. 190.000 sum xuê luôn nhé. Và T15 200.000. Chậu này cực kỳ nhiều thân này. Trời ơi, rất là đẹp luôn nha. Lô trầm cổ hôm nay về cực kỳ đẹp và còn giá cực kỳ là yêu thương nữa. 15 mã trầm cổ, mọi người đặt mã nào mọi người báo em nhé. Hoa trầm cổ, hoa tím đậm rất là thơm này. Nhà em thì có cả trầm cổ này, trầm rồng đỏ và cả trầm trắng ấy cả nhà nhớ. Mọi người đặt trầm nào thì mọi người báo em. Đó. Và ngày hôm nay nhà em vừa cập bến thêm một lô mặt hàng siêu hot luôn, đó là dòng hoàng nhạn 4N, hàng cây khủng, cây to như vậy như cả nhà ơi. Đấy, hoàng nhạn 4N về bao nhiêu phiên cháy hàng luôn. Đây cho mọi người xem, đợt này về cả cây đôi và cây đơn luôn. Ê, em ký hiệu là mã A nhé mọi người nhớ. Riêng dòng hoàng nhạn 4N thì mọi người biết đến dòng này, hoa của nó cực kỳ thơm và bền hoa. Dòng này hoa nó không khác gì dòng hoàng nhạn tháng 8 rừng của mình đâu mọi người ạ. Đấy, dòng này hoa vàng lưỡi tím, hoa rất là thơm. Và độ bền hoa của dòng hoàng nhạn ấy thì nó tầm khoảng hơn 2 tháng nữa cơ. Đấy, cho nên mọi người được săn đón dòng này rất là nhiều. Đó, và hôm nay ký hiệu là mã A. Em sẽ gắn mặt hoa trên màn hình cho mọi người dễ tiện theo dõi, bởi vì dòng này thì quá nổi tiếng, quá thân thuộc với dòng mọi người rồi. Mã A2, một cây bản cây to. Cây này to, lá xếp hơi uốn cong một xíu. Đấy, lá xếp lá rất là to nhá. Đấy, bản lá này sẽ cây bản lá to hơn. Đấy, A2 250.000, cây to như vậy này. Đấy, hôm nay về cây nhạn nó to lắm mọi người ạ. Cực kỳ luôn. Mã A3, một thế uốn cong rất là độc lạ này. Đấy, bản lá rất là to nhá. Thế của nó rất là độc lạ. Cây số 3 210.000. Đấy. Này uốn cong này, về mọi người, riêng cái dòng đây, riêng cái dòng hoàng nhạn to như vậy mọi người về, mọi người vì lúc trồng ấy mọi người nên có cái ghim kia que ấy để nó, bởi vì cây nó to nó nặng ấy mọi người ạ. Đó, cây nó to như vậy mình lên có một cái cọc gỗ mình bám vào. Đó, hình A3 210.000, cây nó to như vậy này. Đó. Hình A4 230.000, A4 230.000. Xếp rất là đẹp luôn.
230.000 A4, A7 180.000. A7 180.000. Cái nó to như vậy. Rất là rẻ luôn đợt này. A8 230.000. Lá xếp V rất là nhiều cặp lá đẹp như vậy. A8 230.000. Nhìn nó hàng khủng luôn. A11 240.000. Bàn lá to tròn, lá xếp rất là đẹp. A12 200.000. A12. A14 một cây hoàng nhạn, cây to. Trời ơi, nhìn cây đợt này lô về to thật sự luôn, 210.000 với A14. Tiếp theo là A15. Trang chậu cây đôi nhá. A15 một chậu cây đôi. Xếp V rất là nhiều cặp lá đẹp. Hàng này về mọi người sang chậu gỗ nhìn đẻ con rất là đẹp luôn, 320.000. Cây đôi A15. A16 cũng là cây đôi. Cây số 1 này, cây số 2, cái này nó hơi uốn cong một xíu. Cái nó hơi uốn thế này. Đấy, vẽ mọi người tạo thế như cây nhá. Đó, A16 270.000. A18 300.000. Cặp đôi nhạn. Đây là xếp V to đẹp chưa? A18 300.000. A19 300.000. Cây này to, nhiều cặp lá. Thế này nó hơi uốn cong một xíu. Cái cây nó lớn lên là hơi uốn cong một xíu này. Nhiều cặp lá xum xuê luôn. A19 300.000. A19. A21 270.000. A21 270.000. Vì cây này, cái này là từ là vườn từ hồi bé rồi, không bị vấn đề gì của cây đâu. Đấy đó, nhìn nó hơi xuống mã một tí cái chỗ đấy đâu. A21 270.000, cây to. A25 400.000. Chậu này phải nói là mỹ mãn luôn, cây to của nó này, bản lá xếp V này. Mặt lá rất là tròn nhá. Lá xếp sát nhau. Cái con của nó cũng đẹp, cái mẹ cái con đều đẹp đây, nhìn các bác nhìn cái độ đẹp của em nó này, A25. Đấy, quá là mê cái chậu này. 400.000 cái chậu này. A26 290.000. A26 290.000. A27 270.000. 270.000 A27. A28 300.000. Đây, cây to, hai cây to luôn. A28 300.000. A10 320.000. A30 320.000. Bản lá dày luôn, bóng rất là đẹp nhá. Đấy, có 30 hình hoàng nhạn 4N đẹp. Đây em còn hai cây cử bảo tiên. Hai cây cử bảo tiên. Bác còn lấy cả đôi này em bán là 250.000. 250.000 một đôi. Bình thường em bán là 160 một cây. Thì được 360 một cây. Về các bác hình đúng. Đây. Về các bác sang chậu cắt cái rễ khô đi. 250 cặp này nhá. Đó, còn trên đây là các cây nhạn 4N, các bác đã đặt mã nào thì các bác báo em ạ. Và hôm nay em cập bến thì cái lô đang cho rừng bóc trụ về hàng cây to đẹp mà hàng đang sưng nụ nhớ để chơi Tết. Hàng này thì bảo hành một hoa cho mọi người mà hoa trắng tím, mà hoa cực kỳ thơm và bền hoa luôn. Giống này ấy, riêng dòng Lai Châu thì mọi người ạ, mọi người càng trồng nhiều và ghép trụ thì quá là mê luôn. Những đợt này về tần cây to đẹp như vậy mà giá cực kỳ là hạt rẻ mọi người nhớ. Em sẽ chia theo từng mã hình để cho mọi người dễ chọn. Đây, mã ký hiệu của Lai Châu thì em ký hiệu là mã H nhé. Thì mọi người cứ đọc cả mã và cả đặt cả tên cây cho em. Đây, đầu tiên là mã H1 này. Hàng Lai Châu rừng bốc trụ thì hoa trắng tím và hoa rất là dài. Mặt hoa thì em sẽ màu hoa trắng tím thì mọi người biết dòng Lai Châu rồi đúng không ạ? Đấy, hoa dòng này thì cực kỳ là bền hoa luôn, hơn 2 tháng cơ. Đó, đây, dòng này đang lên nụ này. Đấy, hình 1 này, hình 1 3 cây 190.000. Rất là rẻ và đẹp luôn. Cây số 1 này. Cây số 2. Và cây số 3. Ba cây này 190.000. Cái vấn đề đây, em nói qua vấn đề
cái lá xanh xanh này này, cái này là thuốc chống thối bảo vệ cây thôi, cái này không vấn đề gì đâu. Cái này kể cả nếu mà các bác nào trồng nhiều chơi nhiều thì mọi người biết là cái giống thuốc này là thuốc kim kim bun cực kỳ là tốt, nhà vườn họ đã cẩn thận cho mình phun chống thối rất là tiện lợi. Về đai trâu thì mọi người ơi, rễ khô mọi người cứ cắt bỏ đi nhá, để lên rễ mới cho nó nhanh lên rễ hơn và cây nó đẹp hơn ạ. Hình số 2 cũng 3 cây, 210.000, cây rất là to luôn. Đợt này thực sự là về cây nó to lắm mọi người ạ. Tính ra các bác ơi, tính ra là chưa đến 100.000 đồng một cây nó to như vậy này. Trời ơi, đai trâu đây đang lên nụ hết rồi. Cây cực kỳ đẹp đấy nhá, cây số 2, cây số 3. Đó. Ba cây đai trâu này là 210.000, tính ra có 70.000 đồng một cây to. Vĩ đại đẹp như vậy. Hình số 3 2 cây 210.000, cây này to lắm, em cho mọi người xem này. Về độ dài của nó, vòi hoa của cây này cực kỳ to và dài luôn. Chiều dài phải tầm khoảng 30 cm một lá rồi, hơn 30 cm một lá, cây cực kỳ to luôn đây này. Đó. Cây số 2 rất là đẹp luôn. Hai cây này là 210.000. Hình số 4 3 cây 230.000. Cây số 2 năm nay chắc chắn là ra hoa rồi. Cây số 3 đấy, 3 cây này là 230.000 nhá. Ba cây đai trâu to đẹp như vậy, về ghép được một trụ quá là mê luôn. Hình số 5 2 cây 240.000, 2 cây bản lá xếp rất là đẹp luôn, bản lá to này, cây này rất là đẹp luôn này. Đấy, cây này bản lá dày dặn nặng. Cây số 2 đây, cả hai cây này rất là đẹp, bản lá xếp về đẹp như vậy này. Hai cây này 240.000. Hình số 5. Hình số 6 2 cây 220.000, 2 cây to. Đây, hứa hẹn vòi hoa cực kỳ dài luôn. Cây số 2. Đấy, cây rất dài lắm. Lá dài như vậy hứa hẹn vòi hoa rất là dài đẹp nhá. Hoa dòng đai trâu của mọi người ấy, nở hoa với dịp chuẩn Tết luôn, hoa rất là thơm. Hình số 7, 3 cây 160.000. 160.000 3 cây, cây số 1. Cây số 2 lá dày. Và cây số 3, 3 cây đai trâu này 160.000. Đấy, 160 là cái là một trụ trâu rồi. Hình số 8, 1 cây 170.000, cây này cây vĩ đại luôn. Cây bản lá to lắm ấy. Đây. Bản lá to luôn này. Hơn 4 ngón tay của em cũng không chụm hết được đấy, bản lá cho mọi người. Rất là đẹp. Ghép một chậu gỗ của chậu này thôi đảm bảo mọi người quá là sang, quá là mê ly. Hình số 8, 1 cây 170.000. Hình số 9, 1 cây 140.000. Đây cũng bản lá xếp tròn rất là đẹp, 140.000. Hình số 9. Hình số 10, 3 cây 260.000, 3 cây to. Cây số 1 này, cây số 2 này, và cây số 3, cây này quá là to luôn. Trời ơi, to đẹp. 3 cây này 260.000. Đấy, nặng, to, đẹp, khủng như vậy. Có 260. Hình số 11, 3 cây 180.000. 60.000 đồng một cây này. Cây số 1 này, cây số 2 này. Cái lá ở dưới gốc nó vàng không vấn đề gì mọi người nhé. Nhiều bác họ, bởi vì lá gốc thì họ thường khi mình trồng ấy sẽ không giữ được. Cây số 3, 3 cây này 180.000. Hình số 12 cũng 3 cây 240.000. Cây số 1 này, cây số 2, đây xếp lá rất là dày. Và cây số 3, đấy 3 cây này 240.000. Đấy, hôm nay lên cho mọi người 12 mã đai trâu bóc trụ đẹp mê ly luôn, cây to đẹp. Đấy, các bác đặt mã nào thì mọi người báo em nhé. Một dòng cát mới vừa mới cập bến thêm, đó là dòng cát hồng thơm ạ. Cát hồng thơm của nó thì dòng cát bông đại,
cắt một lá bông đại rất là to như vậy này. Lá các bác nhìn này, lá của nó tròn xoe, nhìn rất là đẹp, xanh mướt như vậy này. Đấy, hoa hồng thơm, riêng dòng cát ấy thì hoa thơm thì nó rất là ít, đặc biệt là cái dao hoa hồng thơm này này. Đấy, màu hoa tím rất là đẹp, màu hoa rất là thơm ngát luôn nhá. Đây, lá của nó rất là đẹp luôn. Về em chỉ có 10 bụi thôi, 10 bụi cát hồng thơm, 150.000 đồng một bụi. Riêng dòng cát nhà em thì mua 3 chậu trở lên sẽ được bao phí ship cả nhà nhá. Mua 3 chậu bất kỳ hoặc là 3 chậu một loại đều được. Đấy, bụi nó to đẹp như vậy này. Đó, rất là đẹp luôn. Cát hồng thơm 150.000 đồng một bụi. Dòng cát tiếp theo muốn giới thiệu mọi người đó là dòng cát kim cương xanh. Dòng này thì hoa xanh cốm cực kỳ đẹp luôn. Đó, một loài hoa rất là ít, dòng hoa lan có. Đây là một bụi của cát kim cương xanh đi. Dòng cát một lá, thân của nó sẽ là dài hơn nhé mọi người nhé, dài hơn so với cát hồng cánh sen. Đây, mầm đang lên rất là nhiều. Dòng cát kim cương xanh 130.000 đồng một bụi cát kim cương xanh. Đấy, mua 3 bụi sẽ được bao phí ship. Cát kim xanh về rất là đẹp luôn. Đây, vừa rồi cháy hàng cắt kim cương xanh với cả là cắt hồng cánh sen. 130.000 đồng một bụi cắt kim cương xanh, thì lại mua 3 bụi sẽ được bao phí ship nhé. Một dòng lăn cát vừa cập bến sau bao nhiêu ngày được các bác trông mong đây mọi người ơi. Dòng này là dòng cát hồng cánh sen nhé, hoa cực kỳ đẹp luôn, sai hoa cực kỳ luôn ạ. Dòng này cát một lá, hàng cắt đại, bông của nó rất là to luôn. Đây, cây của nó nhìn các bác nhìn lá thôi, nhìn bản lá thôi đã rất là đẹp rồi, bản lá cứng cát. Đó, vận chuyển về thì em cũng báo qua luôn, vận chuyển từ Thái về ví dụ là một hai cây, nói chung là lá dòng cát nó rất là giòn ấy, vận chuyển về nó bị xứt một tí lá hoặc là tách một tí lá này thì mọi người thông cảm nhé. Cái dòng cát này thì nó khó tránh khỏi lắm, bởi vì lá của nó rất là giòn. Vận chuyển từ Thái về mình được cây nó đẹp như vậy thì rất là ok rồi. Cát hồng cánh sen hôm nay về bến số lượng không có nhiều, 150.000 đồng một cây. Riêng dòng cát này em là sẽ có chương trình là mua 3 cây sẽ được bao phí ship ạ. Cứ mua 3 cây cát bất kỳ hoặc là mua 3 cây cát một loại sẽ được bao phí ship nhé. Đó, 150.000 đồng một cây cát hồng cánh sen ạ. Tiếp theo đó là dòng cát vàng tươi. Hàng em sẽ gắn mặt hoa bên cạnh cho mọi người xem này. Hồng này thì bụi của nó cực kỳ to là đẹp luôn. Đó, rất là nhiều tở hành nhé mọi người nhé. 130.000 đồng một bụi cát vàng tươi. Hoa này là hàng bốc bông đại, hoa cực kỳ đẹp. Đấy, mặt hoa thêm màn hình cho mọi người xem ngắm. Riêng dòng cát thì em thì cát sẽ có phân màu, phân loại cho nên là mọi người yên tâm và yên trí nhé. Dòng cát này cực kỳ sai bông luôn rồi. Một năm nếu mà mình chăm tốt thì một năm ra 2-3 mùa hoa rất là đẹp luôn ạ. Đấy, giá cát ra quanh năm nhé. 130.000 đồng một bụi cát vàng này, cát kim cương xanh là 130.000, cát hồng cánh sen là 150.000. Dòng cát mới em vừa cập bến đó là dòng cát đỏ nhung. Nói mới thì cũng không phải mới, bởi vì đợt trước thì em về cái chậu nhỏ rồi. Tuy nhiên đợt này em nhập được cái lô hàng chậu to cực kỳ đẹp luôn. Bụi nó to lắm cả nhà. Đấy, hồi trước em về cái chậu cốc giống là cái cốc này này. Đấy, cốc đấy là bán 130.000 mà em đảm bảo mọi người là giá hành của nó ấy, không bằng một nửa của chậu này luôn. Đợt này về chậu to đẹp khỏe như vậy này. Đấy, hàng cát cực kỳ là dễ chăm và dễ đẻ con luôn. Đấy nhá. Đợt này em về bụi to như vậy. Toàn chậu to thôi, số lượng không có nhiều. Tầm khoảng 20 chậu thôi ạ, 20 chậu. Đợt này cát cười về cực kỳ đẹp luôn, bụi nó to như vậy. Dòng cát đỏ nhung thì hoa của nó là hoa đỏ rực rỡ, mà cánh của nó là cánh rất là dày như cả nhà nhé. Em sẽ gắn mặt hoa cho cả nhà xem ở ngay màn hình. Đấy, dòng cát đỏ nhung, bụi to như vậy em bán, hôm nay em bán là 200.000 đồng một bụi nhé. 200.000 đồng một bụi mà hôm trước các bác mua là 130.000 đồng một bụi nhỏ rồi. Đấy, đợt này có những cái đợt em nhập được cái lô dòng cát bụi to ấy, mà chậu to đẹp thì giá ưu đãi, em sẽ bán cái giá rất là phải chăng cho cả nhà. Đó, 200.000 đồng một chậu dòng cát đỏ nhung rất là đẹp như vậy này. Bác nào mua 3 chậu sẽ được bao phí ship nhé. Bác nào mua 3 chậu cát sẽ được bao phí ship. Cứ 3 chậu cát bất kỳ thì bên em có chương trình là bao phí ship ạ. Đó, một bụi to như vậy. Đó, các bác nhìn mê ly chưa? Riêng dòng cát thì các bác ơi, dòng này cực kỳ là sai hoa luôn. Đấy, một năm nó ra, nói chung là nó không phụ thuộc vào mùa hoa nào như hàng rừng. Còn cái hàng cát thì một năm ra 2-3 mùa hoa là chuyện rất là bình thường luôn. Mà bông của nó là bông đại, bông to đẹp nhá. Một dòng cát mới vừa cập bến đó là dòng cát cam đỏ mọi người này. Một bụi nó to như vậy này. Dòng cát một lá, hồng bông đại rất là đẹp luôn nhá. Dòng là cây trưởng thành có thể ra hoa rồi. Đó, có đấy, có những cái đây, vừa ra hoa rồi, rất là đẹp luôn. Cát cam đỏ 150.000 đồng một chậu. Cát cam đỏ cực kỳ là nhiều mầm luôn. Em gắn mặt hoa cho mọi người xem. Mặt hoa cam đỏ rất là đẹp, 150.000 đồng một chậu.
Một dòng Brat thuộc dòng cát mới cập bến thêm, đó là dòng Brat hoa tím này cả nhà này. Bụi của nó rất là to và nhiều mầm ở dưới gốc nhé mọi người nhé. Về những bụi như này mọi người có thể là, nếu mà khéo tay mọi người có thể là tách thành 2-3 chậu rất là được luôn, bởi vì dòng này đẻ rất là khỏe mà. Thứ nhất, thứ hai là ra hoa quanh năm rất là sai hoa luôn. Brat hoa tím em bán là 150.000 đồng một bụi. Và Brat các bác mua cùng cát cũng được, hoặc là các bác mua 3 bụi Brat cũng sẽ được bao phí ship nhé. Đó. Rất là đẹp luôn, bụi nó to như vậy này. Xoan, Brat hoa tím. Chậu nó to nhé, rất là mê luôn. 150.000 đồng một bụi. Còn đây là Brat hoa vàng này. Brat hoa vàng này lá nó sẽ nhỏ hơn, cũng rất là nhiều thân và đang nhiều mầm này. Đấy, nói chung là tùy dòng nhé cả nhà ơi. Hoa vàng, bụi của nó, đây, sai hoa lắm cả nhà. Đấy, lên mầm. Về dòng này cực kỳ là khỏe và dễ chăm. Các bác ở mới chơi, các bác gần trăm dòng này cũng rất là dễ này. Đó, 130.000 đồng một bụi Brat hoa vàng, mua 3 bụi cũng sẽ được bao phí ship ạ. Một dòng đai châu khủng vừa mới cập bến đó, chính là dòng đai châu Thái hàng khủng này cả nhà này. Hàng chậu gỗ rất là đẹp luôn nhá. Hàng này em đảm bảo mọi người là 100% mà đang chơi nụ, đang có nụ và mọi người chắc chắn năm nay sẽ được chơi hoa. Đấy, cây đợt này về cây to khủng rất là đẹp này, đang lên nụ rất là nhiều nhá. Đây, em ví dụ như nhìn cây này là tầm khoảng 2 nụ rồi. Đó, đây, ba nụ, những cái cây ít ba nụ này, 2-3 nụ rất là nhiều. Hàng khủng như vậy này. Đó, tuy nhiên thì họ lại không rõ màu hoa. Lấy ra hoa rất là nhiều lần rồi nhưng mà nhà vườn họ không ghi trên màu hoa ấy, thì em cũng bán solo nhá. Bình thường ví dụ các bác mua màu hoa nó sẽ dao động tầm khoảng 450-500 rồi có loại tầm khoảng 600, nhưng mà em bán solo luôn cho cả nhà. Đấy, hôm nay về ví dụ các bác mua số lượng nhiều ấy, thì em sẽ lựa cho cả nhà là các lá khác nhau và cái vân lá sẽ khác nhau ở trong mọi người đủ mật hoa, đủ màu hoa cho cả nhà nhé. Đó, hàng chậu gỗ rất là đẹp luôn. Hàng khủng như vậy em bán là 390.000 đồng một cây. 390.000 đồng một cây hàng đai châu khủng, hàng chậu gỗ rất là đẹp mê ly như vậy này. Đấy, về hầu như là năm nay đảm bảo mọi người 100% là chơi hoa Tết. Đấy, chơi hoa Tết chứ, hàng đang lên nụ rất là đẹp rồi. Năm nay tháng 1 là Tết rồi mọi người ạ. Đó, rất là đẹp luôn. Về số lượng có hạn, 390.000 đồng một chậu đai châu Thái hàng khủng ạ. Một mặt hàng vừa mới cập bến sau bao nhiêu ngày chờ đón đây này mọi người ơi. Đó là dòng Damari nhé. Dòng Damari hoa của nó bông to rất là đẹp luôn. Đợt này thân tơ đẹp này. Em sẽ lấy một chậu bất kỳ cho mọi người xem nhé. Dòng này đợt này thì có những cây đang nụ. Một bụi của nó rất là nhiều thân, nhiều mầm như vậy. Damari 180.000 đồng một chậu. Bông của nó bông to. Dòng này thì có hai màu hoa cam lưỡi lưỡi, màu trắng lưỡi đỏ và màu trắng lưỡi cam. Đây, cho mọi người xem mặt hoa của Damari, bông nó to như vậy này, cánh rất là dày luôn nhá, rất là đẹp luôn. Damari 180.000 đồng một chậu Damari ạ. Và tiếp theo em bổ sung cho mọi người thêm một dòng trầm nữa là dòng trầm rồng đỏ nhá. Một loài hoa nở hoa dịp Tết ạ, dòng này hoa cực kỳ thơm và bền hoa luôn. Đấy, hoa tím đậm nhá. Đây, thân của nó đợt này nhà em về hàng đã thất ngọn và cây nó cực kỳ đẹp. Hàng về các bác chỉ cần tưới nước và chơi hoa thôi, chứ còn hàng này không cần phải bón thêm gì nữa, cực kỳ đẹp luôn ạ. Ký hiệu trầm rồng đỏ em ký hiệu là mã R nhé. Trầm thì nhà em có cả trầm cổ, siêu trầm cổ và trầm rồng đỏ là và trầm trắng ạ. Đó, có 3 dòng trầm, dòng này sẽ nở hoa dịp Tết, hoa cực kỳ thơm luôn. Em ký hiệu là mã R. Bình thường trầm rồng đỏ dao động tầm khoảng từ 180 đến tầm khoảng gần 200 một thân luôn ạ. Đó, nhớ đâu đó là năm đầu tiên em bán lan ấy là 300.000 đồng một thân hoa, một thân luôn ấy ạ. Đấy, giá thành nó rất là cao, nhưng mà đợt này thì qua bao nhiêu năm thì nhà vườn họ cũng nhân giống được rồi thì giá thành nó sẽ rẻ hơn, mà hoa nó cực kỳ đẹp luôn. Mà các bác ạ, riêng dòng trầm các bác chỉ có hơn 200.000 đồng một chậu thôi, mà được các bác thời điểm Tết mọi người có một giỏ hoa cực kỳ thơm và bén hoa. Còn cái giá đó thì các bác chỉ mua được cái một chậu, một lọ hoa, dòng hoa ly thôi. Mà hoa ly thì các bác biết rồi, nở hoa tầm khoảng một tuần thôi đúng không? Đấy, dòng trầm đỏ thì các bác biết hoa của nó rất là bền hoa luôn đấy ạ. Em ký đầu chậu đầu tiên nhé. Chậu đầu tiên là chậu R9. Chậu này là có 5 thân. Thân dài nhất là vượt đến mắc này. Thân nhỏ nhất là đến mắc này. Còn các thân tiếp theo hàng đã thắt ngọn rồi. Dòng này sẽ xíu hất lá và ra hoa, cực kỳ thơm luôn. R9 270.000 một chậu 5 thân. Chậu trầm rồng đỏ 5 thân, rồi 9. Đây em cho mọi người xem. Đó, rất là đẹp luôn. To như vậy này. R11, chậu này 4 thân. Chậu này 4 thân. Đây, thân của nó các bác nhìn này. Thân thủ này. Thân này là cái đợt đầu tiên bán là 300.000 đấy ạ. Đó. Đấy, cho nên là bao nhiêu năm mọi người nhân giống mà được thì giá thành nó sẽ rẻ hơn. Chậu này là có 4 thân.
4 thân và 1 kg đang lên này. Chậu này là 220.000. 220.000 thân dài nhất là vừa đến móc luôn rồi. Đó. R11 4 thân. R12 6 thân 270.000. Một chậu 6 thân đều nhau rất là đẹp luôn như vậy này. Đó. Rất là đẹp luôn nhá. Thân vừa vừa như vậy 270.000 6 thân. R13 R13 5 thân 290.000, 5 thân dài đều này. Đó, dài đều nhau, rất là đẹp. Dòng này đang chuẩn bị xuống lá này, hiện tượng đang chuẩn bị xuống lá, vàng lá xuống lá đấy ạ. Cho nên mọi người nhận hàng xem một vài lá vàng thì mọi người để ý nhé, nhiều bác họ mới thôi họ không biết ấy. R13 5 thân 290.000 lại nghĩ là đấy là hàng cây bệnh thì rất dở. R14 6 thân và rất là nhiều kỳ con ở dưới. R14 6 thân 240.000 thôi ạ. 240.000, tức là 60.000 đồng một thân. Tổng trầm rất là siêng hoa luôn. R15 4 thân 220.000. R15 4 thân 220.000. R16 à không phải R16. R17 230.000. Một chậu 5 thân. Đây, thân này đã xuống hết lá rồi. Đấy, hai thân đã xuống hết lá rồi. Thân này nó bị thối không tính nhá. Thân này nó vận chuyển nó bị thối rồi. Còn thân này có 4 thân. Chậu này 5 thân 230 đúng không? Chậu này một thân còi này thì em chậu này là 200.000 nhá. Chậu R17 này, chậu R17 200.000 nhá. Thân nó dài như vậy này, dài hơn cả móc rồi này. 4 thân, chậu này 4 thân. 200.000 R17. R18. Chậu 4 thân 230.000. Thân cao đẹp. Đây, hiện tượng xuống lá vàng lá này mọi người này. Đấy, em báo qua mọi người. Trước khi gửi hàng em sẽ bỏ cái lá vàng đi. Đến nơi thì mọi người sẽ nhận một vài lá vàng, mọi người thông cảm nhé, bởi vì dòng này đang xuống lá rồi. R20 một chậu 3 thân. Cao to mập, thân này phải là to hơn ngón chân cái luôn mọi người, nhìn cái độ to của em nó này. To hơn ngón chân cái của em luôn. Chậu này rất là to luôn, chậu 3 thân 230.000. Đó, có duy nhất một cái chậu to như vậy. R23 à, R22 5 thân 290.000. 5 thân 290.000, thân cao nhất lên đây. Thân cao nhất lên đây. Mất một tí độ ngọn không vấn đề gì, bởi vì cây đã thắt ngọn rồi. Đó, mất 1 sen. 290.000 chậu. R22, R23 5 thân 220.000, 5 thân 220.000, thân cao nhất là vừa đến móc này. Đấy, các thân tiếp theo nó đều đều nhau như vậy. R24 5 thân 290.000. 5 thân cao to đẹp. Đấy, đang xuống lá vàng lá xuống lá ra hoa. Đấy, rất là đẹp luôn nhá. R24 290.000. R25 4 thân 250.000. 4 thân 250.000. Đấy, rất là đẹp như vậy. R26 6 thân 230.000. R26 6 thân 230.000. Đấy, rất là nhiều thân như vậy này. R27 5 thân 240.000. 5 thân và rất là nhiều mầm kia ở dưới này. Không đếm nhá, đây đang xuống lá này. Đấy, hứa hẹn năm nay một mùa hoa Tết cực kỳ thơm và bền hoa luôn. Sai hoa lắm mọi người ạ. 27 5 thân 240.000. R28 5 thân 230.000. 28 5 thân 230.000. R29 4 thân 250.000. Đây, hiện tượng xuống lá này này. Hiện tượng sẽ xuống lá như vậy này. Để ra hoa, hàng thắt ngọn rồi, rất là đẹp. Thân cao, đẹp. R30 một chậu 7 thân 280.000. Nó to như vậy này. Trời ơi, chậu này có hai chậu quá là rẻ luôn. R30 7 thân 280.000. R31 7 thân cũng 280.000. Chậu nó to quá nên em phải đặt nó xuống ấy ạ. Đấy, là đẹp như vậy này mọi người này. Đó, rất là nhiều thân luôn. R32 7 thân 250.000. Xum xuê là thân luôn nè. Rất là đẹp như về phải chăm phải tưới nước thôi mọi người ạ. R32 7 thân 250.000. R33 4 thân 230.000. 4 thân. Thân cao nhất là vừa đến móc rồi. Thân cao nhất là đến móc rồi. R34 4 thân 250.000. 4 thân cao to mập này. Quá là mê luôn mọi người này.
Đấy. Còn lô cuối của trồng rồng đỏ siêu mê như vậy này, R34 4 thân 250.000. Và R35 4 thân 240.000. R35 4 thân 240.000. Đó, trên đây là tất cả các mã trầm rồng đỏ. Các bác đặt hàng thì các bác đọc đúng mã giúp em nhé. Đọc đúng mã và đúng giá tiền giúp em ạ, để tránh những việc nhầm lẫn. Nay em lên tiếp cho cả nhà một mã đen rô xuân mới về cả nhà nhé. Em sẽ đánh mã lên tiếp này mọi người ơi. Đợt này đen rô xuân về, hàng này sẽ nở hoa chuẩn Tết. Nay em vừa soi ấy thì có những cái lá, phải xương lá và cái kẽ mắt này em nhìn nó đang sôi sưng sưng rồi. Đó, dòng đen rô xuân nở hoa vào dịp xuân Tết cực kỳ và đẹp và sai hoa luôn. Hôm nay sẽ lên cho mọi người là tầm khoảng hơn 20 mã tiếp theo nhé. Đấy ạ, riêng mặt bông đen rô xuân nhà em thì nó là cực kỳ là đẹp luôn. Bông nó dày dặn mà hoa của nó rực rỡ như vậy này đấy. Dòng đen rô xuân thì họ sẽ không phân màu cho mình. Thì em các bác đặt số lượng nhiều ấy thì em sẽ lựa cho mọi người các cậu, các chậu nó thân dáng nó khác nhau ấy. Thì mọi người đủ màu nhé. Đen rô xuân em ký hiệu là mã X nhé. Đây mọi người ơi, đen rô xuân ký hiệu là mã X ạ. Một chậu rất là lùm như vậy. Đây em ký hiệu là đầu tiên là mã X30. Một chậu đen rô xuân thân cao nhất của nó này. Trời ơi mọi người nhìn này, thân nó mập hơn ngón tay cái của em luôn đấy ạ. Mập hơn ngón tay cái nhá. Dòng này, dòng đen rô xuân này đã thắt hết ngọn rồi. À, chuẩn bị chờ hoa thôi. X30 200.000 một chậu đen rô xuân, cây cực kỳ mập, đã hàng thắt hết ngọn rồi. Dòng này sẽ xuống hết lá và ra hoa nhá mọi người nhá. Đấy, X30 200.000 một chậu. X31 220.000 chậu này rất là nhiều thân luôn này. Thân nó mập ú ú luôn mọi người này. Đấy. X31 một chậu 220.000, có duy nhất cái chậu to đẹp như vậy. Mầm nó lên cực kỳ khỏe nhá, dòng riêng dòng đen rô xuân mọi người yên tâm về chất lượng nhà em. X32 200.000, X32 200.000. X32 200.000 này. X33 180.000. Rất là nhiều mầm này. Đấy, mọi người nhìn rất là mê luôn. Đây dòng này nó sẽ xuống hết lá ra hoa như vậy này. Sẽ xuống hết lá. Đấy, vàng lá sẽ xuống hết lá nhé. X34 210.000 một chậu rất là lùm này. Nhiều thân, nhiều mầm. Đó, cực kỳ là sai luôn. X34 210.000. X35 190.000. Đây chậu này em phải bó lại nhé. Chậu này cũng rất là lùm luôn đấy ạ. Nhiều thân, nhiều mầm. X35 190.000. X36 160.000. 160.000 X36. Đây mầm các bác nhìn, chất lượng. X37 190.000. X37 190.000. Giá cực kỳ là hợp lý cho cả nhà luôn. Ra hoa là dịp xuân Tết. X38 200.000 chậu này các bác nhìn này. Thân nó lùn như vậy thôi nhưng mà nhiều mầm lắm mọi người ạ. Nhiều mầm. Thân nó mập như vậy này. Đấy. X39 180.000. X39 180.000. X40 180.000. X40 nhiều thân nhiều mầm. Đấy chậu nào đấy đợt này cực kỳ là nhiều thân nhiều mầm mà giá cực kỳ là hợp lý luôn. Nói thật mọi người là thời điểm Tết đấy, thời điểm Tết dòng này ra hoa nó ra nụ ấy để mọi người chơi Tết ấy, thì dòng đấy ấy, một cốc của nó chỉ gồm có 3-4 thân thôi là 150.000 mà còn cháy hàng ấy. Em bán Tết năm nào em cũng giá thành nó cực kỳ cao. Đấy các bác mua được này thì lô này cực kỳ là hợp lý luôn. Rẻ mà còn đẹp nữa. X40 180.000 nhiều mầm. X41 190.000. Chỉ có gần 200.000 một chậu đen rô xuân to đẹp như vậy này. X42 180.000. X42. Đợt này thân nó rất là mập nhá mọi người nhá. Lô này không chê điểm nào đâu. Các bác nhận hàng đợt này đen rô xuân các bác hỏi rất là nhiều luôn đấy ạ. X43 180.000. Đây thân nó mầm nó khỏe như vậy này. X43 180.000. X44 200.000. Một chậu siêu nhiều thân luôn. Siêu nhiều thân, siêu nhiều mầm. X24 X44 200.000. X45 200.000. X45. Đấy, nhà vườn họ còn phải bó vào như vậy để tránh cái việc nó xòe ra nhiều ấy, bởi vì bụi nó to đấy ạ.
X46 170.000, X46 170.000. X47 170.000. 170.000 X47. X48 180.000. Đó, đợt này nó xuân giá cực kỳ là hợp lý luôn. Nên bác là lăn tăn thì bác nhanh tay đặt hàng nha. Đợt này về cây của nó rất là mập, đẹp, nhiều mầm. Đây đang vàng lá xuống lá ra hoa. X49 190.000. Đấy, nhìn. X50 190.000. X51 170.000. X51 170.000. Đấy, thân mầm nó cao chưa? Rất là đẹp luôn nhá. Hàng này đã xuống hết lá, hàng này đã thắt hết ngọn và đang chuẩn bị xuống lá mọi người nhá. Vừa em nhìn cái mấy cái chậu nó xuống một cái đầu lá, cái thân nó khỏe như vậy này, lên chậu này này. Đây này. Đang sưng sưng bắt nụ mọi người này, đang sưng sưng bắt nụ ở chơi Tết nhá. Đó, có một vài thân, vài chậu thân cả một lô này nó sẽ rất là đẹp như vậy. Enro xuân nhé mọi người nhé. Enro xuân em sẽ gắn mặt hoa trên màn hình cho mọi người xem. Và hôm nay nhà em vừa cập bến thêm một lô giả hạt Pháp để chơi Tết mọi người nhé. Hàng này cực kỳ đẹp luôn. Hàng đã thắt ngọn rồi. Đang chuẩn bị đến mùa xuống lá và Tết sẽ ra hoa này. Này. Lô hôm trước được các bác hỏi săn đón rất là nhiều, em rất là thích luôn. Đây, bảng rất là nhiều thân. Hàng thuần này rồi mọi người, phải treo và tưới nước thôi là Tết nhất mình có một giò hoa cực kỳ đẹp rồi. Bởi vì bảng này nó đã ăn chắc vào đây rồi ạ. Đó, hàng đã đi hết ngọn và đang chuẩn bị đến quá trình xuống lá, rất là đẹp luôn. Đấy, một bảng rất là nhiều thân nhá. Đây em ký hiệu là mã B20, giá hàng Pháp B20, một bảng này là 200.000 nhá. Em sẽ không đếm thân bởi vì nó rất là nhiều ấy, đếm sẽ lâu. B20 200.000 một bảng giá Pháp này. B21 một bảng giá Pháp 180.000, 180.000. B21 180.000 này. Đó, cực kỳ là sum suê luôn. B22 190.000. Đây hiện tượng xuống lá này, ra hoa này mọi người này. Hiện tượng này xuống vàng lá nhưng cây không bị vấn đề gì đâu. Đó, B22 190.000. Ít thân hơn nhưng mà thân dài hơn nhá. Đó, tùy các bác chọn thôi ạ. B23 180.000. Sum xuê thân này. Đấy, dưới gốc của mọi người này. Đấy, không thì che hết luôn ấy chứ còn rất là sum xuê nhá. B23 180.000 ạ. B24 170.000. B24 170.000. B25 cũng 170.000 này. Bảng này dài thân này. Đẹp. Rất là dài thân nhá. B26 170.000. Một bảng ngắn nhưng mà rất là nhiều thân này. Bảng ngắn này nhưng mà nhiều thân lắm. B26 170.000. B27 180.000, một bảng dài thân. Đợt này giá Pháp về cực kỳ đẹp luôn. B28 180.000 ạ. Riêng dòng này thì cực kỳ là sai hoa nhé. Hoa em gắn trên màn hình cho mọi người xem ấy. Dòng này cực kỳ sai hoa luôn. Hoa của nó đến thời điểm ra hoa nó như một cái rèm đấy. Nó xuống hết lá và ra hoa. Hoa tím rất là đẹp. B29 190.000. B29 B30 180.000. Một bạc sum xuê. B31 170.000. Một bảng thân dài. Một bảng thân dài cực kỳ đẹp này. B32 200.000, một bảng to dài đẹp chưa ạ. Đó, hôm nay em lên tạm cho mọi người các mã giả hàng Pháp này nhé. À, bên này nữa, lên nốt giả hàng Pháp cho mọi người. B33 180.000. B33 180.000. B34 150.000. Đây, cả dài cả ngắn rất là đẹp luôn. Đấy. B34 150.000. B36 160.000. B35 160.000. B36 160.000. Đấy, sum xuê chưa mọi người ơi. Không nhìn thấy kẽ hở đâu. B37 200.000. Một bảng siêu dài đẹp như vậy này. B38 170.000. B38 và B39 cũng 180.000, một bảng sum xuê nhiều thân. Rất là đẹp ạ. Đó, đó là các mã giả Pháp ạ. Một mặt hàng vừa bổ sung thêm đó là dòng kiếm đỏ của Thái mọi người ơi. Đợt này nhà em về cái bụi kiếm đỏ cực kỳ to luôn ấy ạ. Đây.
Hàng một bụi rất là nhiều tép nhé. Hàng kiếm đỏ Thái đang lên mầm rất là đẹp này. Đó, mặt hoa sẽ gắn trên màn hình cho mọi người xem. Mặt hoa, vòi hoa cực kỳ dài, màu hoa đỏ. Lá kiếm. Tầm này dòng kiếm đỏ của Thái cực kỳ là sai hoa luôn nha. Đây, kiếm đỏ Thái một bụi như vậy em bán là 130.000. Về đâu đó tầm khoảng 20 bụi thôi. 130.000 bụi kiếm đỏ của Thái, cực kỳ to luôn ạ. Hoa cực kỳ sai nhá. Tầm này thì cũng có hương thơm đấy ạ. 130.000. Hôm nay em vừa bổ sung thêm cho mọi người là cái lô đai châu hồng cánh sen này, hàng chậu gỗ, cây cực kỳ đẹp. Lô hôm trước được các bác ủng hộ rất là nhiều. Cây này đã nhỉnh hơn rất là nhiều so với cái loại 200 mà đợt vừa rồi em lấy hàng bảng ấy ạ. Hàng chậu gỗ đẹp như vậy, cây to như vậy. Đó, mà chỉ có 290.000 đồng một cây thôi. Thực sự cái giá hồng cánh sen ấy mọi người, hồng cánh sen là mặt hoa VIP nhất của dòng đai châu Thái rồi, giá thành bao giờ nó sẽ rất là cao. So với những cái cây này tầm đầu năm em bán là tầm khoảng 480.000 đồng một chậu, mà còn vài chậu cuối em bán 450 mà còn cháy hàng luôn. Đó, đợt này nhập được cái lô hồng cánh sen bảo hành mặt hoa cho mọi người nhớ, chuẩn hồng cánh sen luôn. Đó, 290.000 đồng một cây thôi ạ. 290.000, hàng chậu gỗ mà đẹp mê ly như vậy, quá là sang luôn. Đấy, số lượng em đợt đai châu hồng cánh sen nó sẽ đắt hơn, đỉnh hơn giá kia rồi, nhưng mà em vẫn để cái giá ấy, hôm em vẫn để giá như cái phiên hôm trước thôi nhá. 290.000 đồng một chậu một cây như vậy, rất là đẹp. Số lượng không có nhiều, bác nào đang muốn sưu tầm dòng này hoặc là bác muốn mua thêm ấy thì mọi người nhanh tay đặt hàng ạ. 290.000. Vừa gặp bến bổ sung thêm lô đai châu cam đỏ mọi người ơi. Đai châu cam đỏ, hàng cây đơn như vậy, hàng chậu nhựa này em bán là 130.000 đồng một cây đai châu cam đỏ nhá. Đấy, ưu tiên hôm nay bác nào mua 2 cây, 2 cây sẽ tính là 250 một cặp. Hàng đai châu cam đỏ hoa cực kỳ đẹp và sai hoa luôn. Dòng đai châu thì rất là hoa, rất là thơm và bền hoa rồi. Hôm đai châu Thái nhà em sẽ có cả đai châu cam đỏ này, đai châu cam khủng này, đai châu bò sữa, rồi hồng cánh sen và một loại nữa là hàng đai châu khủng chưa rõ mặt hoa nhé mọi người, cực kỳ là nhiều đai châu luôn. Đó, mặt hoa chơi hoa Tết cực kỳ bền, 2 đến 3 tháng chuyện rất là bình thường, mà hoa của nó cực kỳ thơm luôn với hoa dài ạ. Đó, em sẽ gắn mặt hoa cho trên màn hình cho mọi người dễ tham khảo nhé. 130.000 đồng một cây. Bác nào mua một cặp sẽ là 250.000 nhá. Một cặp 2 cây là 250.000. Đấy, rất là ưu tiên luôn đấy ạ. Một mặt hàng đai châu được cập bến dòng mới đó là dòng đai châu đỏ mọi người ơi. Đợt này về cây hàng đai châu Thái đỏ cực kỳ đẹp luôn. Cây là to như vậy này. Dòng này là nhà vườn chưa sang chậu gỗ thôi, chứ còn sang chậu gỗ em đảm bảo mọi người là phải hơn gần 300.000 đồng một chậu đấy ạ. Đây, dòng này dòng đai châu đỏ về chỉ tầm khoảng được gần 20 chậu cho 20 bác nhanh tay bởi vì cháy hàng rồi. Đó, đai châu đỏ em bán là 170.000 đồng một cây nhé. 170.000 đồng một cây, cây nó to như vậy này. Đấy, rất là đẹp luôn. Thân của nó sẽ thân tím đỏ như vậy này. Đai châu đỏ 170.000 đồng một cây thôi ạ. Một dòng tiếp theo đai châu đó là dòng đai châu cam vàng nhé. Đai châu cam vàng thì là 140.000 đồng một cây. 140.000 đồng một cây đai châu cam vàng. Bản lá xếp rất là đẹp như vậy này. Dòng này thì năm nay được mọi người chơi thưởng hoa Tết, hoa cực kỳ thơm và bền hoa luôn. Đai châu thì nhà em có cả đai châu đỏ này, đai châu cam đỏ này, đai châu cam vàng này, và một dòng nữa là đai châu Thái khủng. Đó, em hồng cánh sen nữa nhé cả nhà nhé. Đấy, đai châu Thái đợt này nhà em phải là hơn 5 loại đấy, hơn 5 màu hoa. Rất là đẹp luôn, thân trắng rất là đẹp này. Đó, 140.000 đồng một cây đai châu cam vàng, 140.000. Một mặt hoa em vừa bổ sung thêm đó là dòng lan thịnh vượng phát tài. Trời ơi, dòng này lâu lắm rồi cả nhà ơi. Các bác hỏi quá là nhiều rồi mà lô đợt này mới nhập được cái lô đẹp như vậy này. Thịnh vượng phát tài đợt này em nhập cái lô to đẹp rất là nhiều giá hành nhé cả nhà. Đấy, dòng này thì hoa của nó thì cực kỳ là sai bông luôn. Hoa màu vàng cánh sáp rất là đẹp. Lan thịnh vượng phát tài. Đó, một bụi như vậy. Mỗi hôm em bán là 200.000 đồng một bụi. Thì hôm nay bán giá giao lưu nhất chỉ có số lượng đâu đó tầm nhập 20 chậu thôi. Số lượng không có nhiều. Hôm nay em bán là 170.000 đồng một chậu. Dòng này hoa nó cực kỳ sai luôn. Mà các bác biết rồi ấy, hàng này các bác trồng trong cái chậu to ấy thì cây của nó cao hơn cả người rất là bình thường luôn. Đấy, trong miền Nam ấy nhiều bác trồng rất là chăm và khéo luôn, cao hơn cả người. Lan này thì được đi cả triển lãm đấy ạ. Bởi vì bụi nó cây nó rất là to. Đấy, củ già hành nó to đẹp như vậy này. 170.000 đồng một chậu. Lan thịnh vượng phát tài nhá.
mỗi tép mỗi bộ mỗi chậu như vậy tầm khoảng 3 tép trở lên, tầm khoảng 3 tép này. Đấy, tầm 3 tép rất là đẹp luôn. Ở trước về thì cứ có 1 2 tép thôi. Lô đợt này về cây cực kỳ mê luôn này. Đó. Thịnh vượng phát tài 170.000 đồng một chậu thôi ạ. Tiếp theo là các cây năm cánh trắng Phú Thọ cả nhà nhá. Hôm nay lại ra vườn lấy thêm cho cả nhà năm cánh trắng Phú Thọ này cả nhà ơi. Đây, một chậu như vậy là một chậu 2 cây. Một em bán là 50.000 đồng một cây. Bác là lấy chậu 2 cây như chậu này cũng 2 cây này, 50.000 đồng một cây. Như chậu này 100.000, năm cánh trắng Phú Thọ hàng ươm kỳ bảo hành mặt hoa cho cả nhà nhé. Đấy, năm nay thì lan va nó xuống giá hơn rất là nhiều. Đầu năm ấy thực sự với cả nhà, đầu năm bán năm cánh trắng Phú Thọ vẫn bán với giá là gần 1 triệu, với hơn 1 triệu là giá thành nó đã xuống lắm rồi ấy. Mà đợt này, đó, đợt này hàng chuẩn giống hàng chuẩn giống ươm kỳ luôn, 50.000 đồng một kỳ. 50.000 đồng một kỳ thôi ạ. Bảo hành mặt hoa luôn nhé cả nhà nhé, đợt này nhấy. Đợt này em lấy hộ khách cho nên là tiện công lấy luôn, chứ còn hàng 50.000 các bác tính ra tiền băng dính, tiền nhân viên rồi thùng thùng cát tông rồi phân bón này thực sự là không đủ lãi luôn đấy ạ. Bán thì bán giao lưu với cả nhà 50.000 đồng một kỳ. Đây là năm cánh trắng Phú Thọ, còn đây là năm cánh trắng HO, năm cánh trắng Hiển Anh, năm cánh trắng HO 70.000 đồng một kỳ nhé cả nhà nhé. Hiển Anh HO 70.000 đồng một kỳ, có vài còn vài chậu. Hàng chuẩn giống và hàng em bảo hành mặt hoa luôn nhá. Có 50.000, 70.000 thôi các bác ơi. Thực sự là so với năm ngoái 50.000, 70.000 các bác mua được cái giá được cái hàng gieo hạt, cái cốc gieo hạt thôi ạ. Còn đây là hàng chuẩn giống luôn nhá. 50.000, 70.000. Năm cánh trắng Phú Thọ. Phú Thọ là 50, còn HO là 70. Còn đây là năm cánh trắng Phú Thọ hàng thân dài này. Hàng thân dài thì sẽ là 180.000 đồng một kg. Hàng này là năm cánh trắng Phú Thọ, hàng thân dài 180.000 đồng một kg. Còn số lượng cũng không có nhiều. Đó. Bảo hành mặt hoa cả nhà nhé. Hàng này là kg 52 rồi, kg 52. Bảo hành mặt hoa cho cả nhà. Hôm nay em vừa về thêm một lô là dòng hoàng tử đỏ, hay còn gọi là ren đét cả nhà nhé. Hoa ren đét hay còn gọi là hoàng tử đỏ, dòng này thì thuộc dòng hoa phong thủy, hoa cực kỳ dài đẹp luôn. Đợt này về chậu to đẹp như vậy này, cây đợt này cây to chưa, càng ngày càng to. Phiên đợt này thực sự là quá là ưng luôn, về số lượng cũng không có nhiều đâu cả nhà ơi. Chậu thanh đạm hoàng tử đỏ như vậy này, đây em sẽ đếm cặp lá cho cả nhà xem nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, tầm khoảng hơn 10 cặp lá nhé cả nhà nhé. Hơn 10 cặp lá, cây cực kỳ đẹp luôn. Ví dụ các cả nhà, ví dụ một lá gốc tầm khoảng 1-2 lá nó bị xước xát một tí thì mọi người tránh không thông cảm giúp em nhé. Vận chuyển từ Thái về mình mà cây được đẹp như vậy thì quá là không chê điểm gì rồi, cực kỳ đẹp luôn. Về dòng này thì mọi người chỉ cần sang chậu to hơn, sang chậu gỗ thì lại càng đẹp. Mọi người chỉ cần cho thêm giá thể vỏ thông với cả cho thêm ít phân ở dưới gốc thôi ạ. Cái rễ nào gãy hoặc là rễ nào nó khô rồi thì mọi người có thể cắt bỏ đi, không vấn đề gì. Dòng này thì dòng dễ gió, cực kỳ là dễ chăm luôn. Đấy, hoàng tử đỏ em về số lượng cũng không có nhiều đâu ạ. Em sẽ cho mọi người xem mặt hoa của hoàng tử đỏ như cả nhà nhé. Đây này, hoa của hoàng tử đỏ hay còn gọi là ren đét. Dòng này sẽ nở hoa vào dịp xuân Tết rất là đẹp và sai hoa như vậy. Đấy, hoa này thì là thuộc dòng hoa phong thủy, cho nên là mang đến sự tài lộc, cho nên là thời điểm Tết mọi người săn đón dòng này rất là nhiều. Đấy, mang đến sự tài lộc thịnh vượng cho gia chủ của mình đấy ạ. Chậu này thanh về số lượng không có nhiều, hoàng tử đỏ bình thường em bán là 230.000 đồng một chậu. Hôm nay nhá, phiên buổi tối ngày hôm nay em bán là 170.000 đồng một chậu thôi. 170.000 đồng một chậu mà cây to như vậy này. Hôm nay về chậu to luôn nha. Rất là đẹp và số lượng không có nhiều, mọi người nhanh tay đặt hàng nhé cả nhà nhá. Đây. Hoàng tử đỏ cây rất là to đẹp. Hay còn gọi là ren đét, 170.000 đồng một chậu. Các bác đặt hàng thì đặt số lượng bao nhiêu thì ước báo em nhá. Đây, cây đẹp lắm. Toàn lá xếp, lá to đẹp như vậy này cả nhà. Thân của nó lá xếp đều, rất là thích mắt luôn. 170.000 đồng một chậu ạ.